thấy tất đêm cũng trên xuống à, một lần tiêm chi trường hợp hạ kali máu đã có tăng kali máu thì là tất tê luôn cao nhỏ, nhưng mà hạ kali máu thì tất đêm trên xuống và tê về à, hạ kali máu rồi hoặc là lóc nhánh trái hoặc là lóc nhánh phải thì họ phải lóc nhánh chưa à, chưa là lóc nhánh trái và lóc nhánh phải thì chắc tôi phải nói cái này lại vẫn liên quan tới lóc nhánh nữa và trường hợp cùng nữa là bị đại trái và đại thì họ còn là bị đại trái bị đại phải nãy tôi nói rồi nếu mà bị đại trái tâm nhánh tâm hôn thì đại trái tâm nhánh tâm hôn thì hình ảnh nó tê lên xuống ở bên bên năm và bên tám còn bị đại trái cái vị đại thất phải và tăng gánh tâm tu thì ở đây sẽ trên xuống ở bên một và bên năm. Còn đối với lóc nhánh thì các chị nhớ một cái khác gì của bạn khi mà lóc nhánh thì nó sẽ có sự thay đổi tất tê tê nước khác được chiều nhiệt của bộ về rác thay đổi tất tê nước khác được chiều nhiệt của bộ rác ví dụ chúng ta sẽ có cái lóc nhánh trái thì chúng ta sẽ nhìn ở hình ảnh V5, V6 chúng ta sẽ có hình dạng L1 hấp tê trên xuống và tê âm à. Ta gọi là sự thay đổi hấp tê tê nước phát được chiều dưới của bộ rác ở đây mình thấy bộ rác là L1 thì hấp tê tê thay đổi nước phát và bị lên tê hấp tê trên xuống và tê âm à. Còn ở tiến đạo V1 và V2 đây là đối với lóc nhánh trái nha đối với bên một bên hai thì chúng ta sẽ có hình ảnh là bất tê chân nên và tê dương nhưng mà nó có hình ảnh ít sâu còn ngày nay có dạng L cao hay là bóc như vậy qua kê bản này là các chị thấy là khi mà mình thấy một cái điện tâm đồ và hình ảnh bất tê trên xuống để mình gợi ý đến là có chứng mắc cái gì thì trong đầu các chị cũng phải nghĩ những nguyên nhân này có khó hay không và chừng là mình nói chứng mắc cái gì không đúng mà mình phải đi loại từ những nguyên nhân này đi phải loại từ những nguyên nhân này nếu không là mình kết luận là mình sẽ làm sai ví dụ đây trong trường hợp là lớn mắt trái này các chị thấy ở trên xuống thấy đây là nếu mà mình đã tới thành phố thì đã xuất phát đầu tiên thì mình sẽ được trong đây trường hợp là kim nhân là các nhà máy kim nhân các biến đảo trên thành phố nếu cái này mà mình kết luận là xuất phát đầu tiên thì mình sẽ được trả rồi tới giai đoạn tổn thương như vậy tiến đá là có sóng tê nhân nhân sóng tê đảo hoặc là tê trên xuống còn ít tê trên lên là giai đoạn tổn thương à, tổn thương rồi nhớ là tổn thương là nặng hơn ha thiếu máu trước thì tổn thương mới đến hoại tử tổn thương thì ít tê trên lên ít tê trên lên bao nhiêu 2 mm ở các chuyển đạo từ 1 đến 3 còn các chuyển đạo khác chỉ cần 1 mm là đủ các chỉ đạo khác chỉ cần 1 mm là đủ ở bên 1 bên 2 thì phải trên lên 1 đến 2 mm như vậy thì đó có nghĩa là ở bên 1 bên 2 các chị sẽ thấy hình ảnh bình thường lắm là hình ảnh nó trên lên và cảm thấy tôi nói các chị trong cái bài trong các bài thì nó còn bài mà điện tâm đồ bình thường là bài quan trọng nhưng mà phần lớn đó các chị khi mà người học về điện tâm đồ là người ta quan tâm đến những cái bài vật lý không quan tâm là bây giờ về các chị cũng học điện tim mà các chị giỏi đọc nhanh thì các chị mới đọc cái bài bình thường sẽ điện vật lý và mình phải thuộc cái hình dạng của điện tâm đồ có nghĩa là gì bây giờ nói cái chuyện là bây giờ các chị khỏe thì tôi
kiến tạo A, B, L hoặc là kiến tạo B1 có một dạng gì thì mình sẽ vẽ nó được. Tại sao? Tại vì mình phải thuộc các bình thường thì mình chỉ cần bước qua mình biết là mình phải đi về cái mặt mình. Còn mình bản thân mình không biết nó bình thường là chỗ nào thì làm sao mình biết nó bất thường. Do đó những cái người mà đọc những phần hồn các chị thấy nếu mà ta đọc vượt quy đã thấy quen rồi thì ta đọc lướt qua thì cần cứ được là 30 giây là ta biết là cái này bình thường là bất thường. Từ bất thường đó thì ta mới biết gì ta bất thường là cái gì. Còn nếu mà mình không có biết bình thường thì chắc chắn mình cứ mò hoài thì lúc ra thì bất thường là cái gì. Thì đó mình chú ý cái việc tim bình thường là mình phải thuộc vào đầu. Cái hình dạng ở bên đâu nó là như sao? Ở bên sáu là sao? Ở bên năm bây giờ bên một bên hai bên ba nói chung là 12 chữ nào cơ bản là bắt buộc nhớ là dạy của nó. Vậy lớp tên trên lên 20 mét ha, ở bên một bên hai thì bình thường nếu nó vẫn có thể trên lên 1 mét ha, có thể trở lên nhưng mà không có ý nghĩa. Và cũng là hai chữ nào liên tiếp đó các chị chú ý chỗ này. Đây là và vai trò của điện tim để điện đó có tê chân lên là cực kỳ quan trọng. Tại vì tôi nói rồi, đối với có tê chân lên là liên quan tới nhồi máu của tim có tê chân lên. Nhồi máu của tim có tê chân lên trong lâm sàng người ta không chẩn đoán dựa vào men tim. Mặc dù các chị ở phía dưới là các chị sẽ có dựa vào men tim, thấy men tim tăng các chị cũng nghĩ nhồi máu của tim. Nhưng đối với các thuốc chơi, các tiếng đặc biệt là cái tiếng liên quan tới can thiệp là người ta không nhìn vào men tim mà người ta nhìn vào liệt sơ đồ để chúng ta kết luận những này có nhồi máu cơ tim hay không có nhồi máu cơ tim. Tại vì nhồi máu cơ tim nó sẽ tăng lên, các chị thấy thời gian nó rất là ngắn. Nếu mà để càng lâu tế bào cơ tim nó phản ứng càng nhiều, mà để càng lâu thì chúng ta điều trị không có mang lại hiệu quả tốt. Chúng ta phải điều trị càng sớm càng tốt. Và nếu chúng ta chờ kết quả men tim mà mang tính chất tăng và đồng tộc thì ít nhất phải là 3 tiếng nó mới có giá trị. Và nếu 3 tiếng thì phải là thấp thời gian vàng của nhân của mạng của tim sẽ tinh thần. Do đó đối với tim của tinh thần để đọc những tim có tinh thần là cực kỳ quan trọng. Cho nên cái phần sau này tôi sẽ chỉ cái chuyện rất nhiều cái tình huống mà đặt hết tinh thần chúng ta sẽ nhập với nhồi máu cơ tim. Do đó chúng ta phải biết nhận dạng ra để chúng ta tính toán. Đây là một số hình dạng của nhồi máu cơ tim có tên trên lên. Đó mình cũng phải thuộc, mình phải nhìn, mình phải trong đầu mình dung được cái hình dạng nhồi máu cơ tim nó là gì. Thì lúc đó mình nhìn cái gì khác nó là bất thường là không phải nhồi máu cơ tim. Đây là một số cái hình dạng nhồi máu cơ tim, các không phải nhồi máu cơ tim. Đó có thể đặt ra là cái đặc điểm làm sao để mình nhận dạng. Chữ đầu mình sẽ đi từ từ. Giờ đầu tiên, đây là một cái trường hợp rất đặc biệt, cái rất là gọi là hiếm gặp mà nó rất là điển hình. Ở trong những trường hợp này và bằng mặt bằng có một cái thể ta gọi là co thắt mặt bằng. Biết các chị có chưa có nghe không? Hay người ta gọi là đau mặt bằng nguyên bên tai. Hay người ta còn gọi tên là đau mặt bằng biến thái. Tại vì sao biến thái? Tại vì nó bình thường ta gọi là biến thái. Như vậy bình thường của mình là bệnh mặt bằng là do gì? Do lòng mặt bằng thì nhẹ thì sơ vừa. Còn cái này chủ yếu là do co thắt. Thì đó khi bệnh nhân này vào người ta đau được thì tốc độ rất điển hình của nhồi máu cơ tim. Đây, chúng ta khi chúng ta chụp mặt bằng ra chúng ta thấy nó mức độ là hẹp, có nhiều mức độ là hẹp. Nhưng mà những cái người mà làm lâm sàng, đặc biệt là những người mà biết về chụp mặt bằng thì tay nghề người ta sẽ đánh giá được tổn thương. Người ta có thể dự đoán được bệnh nhân này thực sự nó hẹp hay không hẹp. Tại vì khi mà chúng ta nhìn mặt bằng thì chúng ta thấy chỗ này nó hẹp nhưng mà nó không có dấu hiệu sơ vữa mặt, không có dấu hiệu sơ vữa mặt là có chứ coi chừng khả năng nó sẽ do co thắt mặt. Do những trường hợp này người ta sẽ cho bơm thuốc giãn mặt và người ta chụp lại. Thì sau khi bơm thuốc giãn mặt và chụp lại hoàn toàn bình thường. Như vậy lúc này chúng ta sẽ kết luận bệnh nhân này do có vấn đề của co thắt mặt. Tại vì cái co thắt mặt điều trị khác với trường hợp của mình không có giống.
giới. Thứ hai là thường người ta có một cái cơn đau xuất hiện vào ban đêm khuya. Họ tiền sử là họ tiền sử từ lúc nào 1-2 giờ sáng khi đang ngủ không tập trung tiền ra thì chúng ta phải nghi ngờ đến cái thể lâm sàng này. Và còn cái phương pháp thì nó xác định đó là cái tập mặt bằng và cái biết được chúng ta không có nhiều bệnh tật đồ nữa mà chỉ có. À, bây giờ cái trường hợp chúng ta thấy là lớp trên trường lên chúng ta nhận đây, đây là những trường hợp bình thường, đặc biệt là nam giới khỏe mạnh, nam giới khỏe mạnh. Chúng ta thấy là lớp trên trường lên, nếu các chị nhìn đây là các chị thấy là đủ tiền được cái chuyện đó thì họ có tiền, tại vì lớp trên trường lên trên hơn 20 mét, thì đây chúng ta chú ý có đặc điểm rất là quan trọng. Chúng ta nhìn vào đầu tiên chúng ta thấy là người này là người trẻ nam giới hết tay trên lên ở V2 và chúng ta thấy là ở V2 còn lớn hơn trên trên cái dạng lọ, không phải dạng bò mà dạng lọ. Thì như vậy chúng ta phải lý đúng là bệnh nhân này tim bình thường chứ không phải là không có tim. Trường hợp thứ hai là hay gặp trên lâm sàng thì hay chứng đó là rối loạn tái cực. Thì cái dấu hiệu chúng ta thấy ở đây, nếu mà chúng ta dùng nước thì chúng ta thấy cũng có tên lơ là các biến đạo như là chủ tiêu chuẩn để giúp cho mặt thông tin. Nhưng chúng ta chú ý ở biến đạo V4 chúng ta thấy hình ảnh tên lơ nhà nọ và có móc. Như vậy đây là dấu hiệu rất là điển hình của rối loạn thái cực sớm. Nhưng mà nếu chúng ta thấy cái dấu hiệu này bệnh nhân đôi khi bệnh nhân vào chúng ta là triệu chứng mệt khó thở hơn, nhưng mà chúng ta nhìn vào đầu tiên vậy chúng ta nghĩ là có lỗi phải trường hợp phì đại tuyến trái hiện tại chúng ta rồi phì đại tuyến trái thì chúng ta sẽ có cái biểu hiện là ớt tê trên xuống ở V5 V6 chúng ta lại sẽ biểu hiện ớt tê trên xuống, nhưng ở V1 V2 là ớt tê trên xuống hơn. Nếu mà chúng ta nghĩ là tiêu chuẩn vì là cái cũng thì cái việc nó tê trên lên này thì bình thường, cũng nghĩa tương tự như lóc nhánh trái, lóc nhánh trái thì ở V1 V2 nó tê nó phải trên lên. Và nếu chúng ta nói đây là nhồi máu cơ tim thì chúng ta sai. Tương tự lóc nhánh trái đây, đây dấu hiệu lóc nhánh trái nó tê trên lên V1 V2 V3 và ảnh mình sẽ thấy bên ở trên trên xuống giờ đây giống như lớp nhân trắng về đây mà chỉ chúng nó là lớp nhân trắng chứ nếu mình nói đây là nhỏ mỡ thì phải chụp một cái viêm màng ngoài tim. Viêm màng ngoài tim là trên lên ở tất cả các biểu đạo, ở gần như tất cả các biểu đạo người ta gọi là trên lên đang bỏ. Ở đây các chị thấy ở đây một D2 cũng có các biến đạo của túi tim đều có là ớt tê trên lên hết. Nhưng mà đối với viêm màng ngoài tim thì có một cái dấu hiệu rất là quan trọng mà để mình có thể phân biệt được, đó là gì? Đó là mình nhìn vào biến đạo AVR. Ở biến đạo AVR ớt tê trên xuống tất cả các biến đạo khác là ớt tê trên lên, chỉ có biến đạo AVR ớt tê trên xuống. Như vậy đây là những cái lợi ích của viêm màng ngoài tim. Viêm màng ngoài tim rồi đây là một cái dấu hiệu của hội chứng Kawada. Các chị có biết nghe hội chứng Kawada là nằm nó trên lên ở V1 V2 V3 mà thường nó trên lên dạng thành yên ngựa, tiếng yên ngựa ở đây mình nhìn là gì mà thực ra nó có những trường hợp nó rất là điển hình dạng thành yên ngựa. Ở thường là tên trên lên là V1 V2 V3 ta gọi là trên lên dạng thành yên ngựa hay bóc lên sau cái lọn nhúc xuống lên đây cũng tại vì gần cái này gần giống hay không giống, nhưng mà tập trung chủ yếu là V1 V2 V3 và chúng tôi đang và chúng
giới. Và thường nếu mà mình không phát hiện thì phần lớn bệnh nhân sẽ đột tử và chết ở tuổi khoảng 30-40 tuổi. Và phần lớn những trường hợp này là mang chất di truyền. Đó trong gia đình là người nam đột tử hết, đa phần là đột tử thì phải nghĩ đến khả năng là do những cái này. Điều tính của đa này dễ phát hiện, chúng ta chỉ cần lo niềm tin chúng ta phát hiện. Và chúng ta điều trị cũng đơn giản, và cách là chúng ta phải chỉ luôn. Và nếu không thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ đột tử. Như vậy đó là một số những cái trường hợp mà các tên tư lên cần phải chỉ có công việc, cần phải chỉ có công việc. Thì đó là những cái tiêu chuẩn mà nãy giờ tôi nói liên quan tới hiến máu tổn thương. Bây giờ tôi đưa ra cái nhìn thêm một cái tiêu chuẩn mới. Cái tiêu chuẩn này các bạn có thể áp dụng mà không cần áp dụng cũng được, tùy theo chị. Nếu mà mình là thích cái cũ thì theo cái cũ, còn nếu mình thích cái mới theo cái mới, thì đây là cái khuyến cáo mới nhất được công bố ở đây khoảng gần một tháng của các hiệp hội tim mạch trên thế giới. Trong cái điều kiện đó mà tiêm mắt quốc bộ các bạn, bây giờ mình điểm ra đây ST, nếu mà ST tiêm lên thì phải đó là ST tiêm lên 1 mm, đúng không? Còn 2 mm là ở bên 1 và bên 2, thì đây là có gì khác không? ST tiêm lên 2 viên đạo liên tiếp là 1 mm ở tất cả các viên đạo ngoại trừ bên B2 và B3. Thứ hai là có thể trên lên ở bên B2-B3 thì thường trên lên cao hơn, thường là trên lên hơn 20 mm đối với nam giới trên 40 tuổi, và hơn 2.5 mm đối với nam giới trên 40 tuổi, và lớn hơn 1.5 mm ở nữ giới. Vậy là khác như thế nào? Khác một chút đúng không? Nếu mà người hiện tại mình nói là chỉ cần trên lên 20 mm ở cái chỗ bên 1-B3 chung, còn đây là chỉ cần là tốt, nếu có cái nữ thì chỉ cần 1.5 là được. Còn đối với nam, mà nam là trẻ tuổi 40 thì phải trên lên hơn 2.5, còn đối với nam trên 40 thì phải lên hơn 2. Như vậy con số nó có nhiều con số nó hơi khó nhớ một chút à. Rồi nhưng mà đây là cái mới, đây là năm 2018. Và đối với trường hợp ST trên xuống thì nhớ là ST xuống nằm ngang hoặc là dốc xuống, là tôi nói rồi có ba cái đặc điểm ST xuống: dốc xuống, nằm ngang, dốc lên. Thì dốc xuống và nằm ngang mới có giá trị gửi đến chứng minh tim. Về ST xuống, nằm ngang và dốc lên trên 0.5 mm thì khác với tiêu chuẩn cũ. Tiêu chuẩn cũ là 1, tại vì tôi nói là 1, bây giờ nó là chỉ cần 0.5 ở hai viên đạo liên tiếp và hoặc số tê đảo lớn hơn 1 mm thì 1 mm là đó, đúng không? Chuyện khác là tê ở các ở hai viên đạo liên tiếp hoặc là có r ở các viên đạo có r ưu thế hoặc là r trên nó lớn hơn 1, r trên nó lớn hơn 1 thì là số r cao. Hay mình nói lấy nhiên độ em rồi thì cũng mất lớn hơn 1. Vậy thì cái định nghĩa này hơi thay đổi một chút. Thực ra thay đổi thì tôi nghĩ là các bạn chỉ cần nắm cái cổ ở trên xuống. Còn cái này các bạn chỉ cho nó là 2 mm. Nếu mà nhớ 1.5 thì là 2.5. Nếu mà nhớ được thì rất là tốt. Không nhớ được thì không nhớ được thì cũng cũ là 2. Ở tên trên xuống hiện nay thì chỉ cần 0.5 là đủ, chứ không phải là 1 như này mà chúng ta đây. Giờ tới trường hợp là tình trạng hoại tử cơ tim, đó là giai đoạn nặng nhất. Nhồi máu cơ tim có bắt buộc có tình trạng thoát huyết không? Không chắc đâu. Vấn đề đặt ra là điều trị tái không sớm, không sớm. Chứ không phải nhồi máu cơ tim là điều có thoát huyết. Tuy nhiên các chị phải chú ý là thoát quy nó biểu hiện trong điện tim chủ yếu là do vấn đề là tái cực của quá tim nó
tái định của thiên đó. Như vậy là trên điểm trên trong đầu chúng ta phải có những vị trí có thể có pháp quyền, có những vị trí có thể có pháp quyền. Thì đây chúng ta sẽ dịch vào cái chỉ đạo mà chúng ta có pháp quyền này. Ở đây có đêm 1, đêm 2, đêm 2, đêm 3, đêm 5, đêm 6. Vậy có tổng cộng mấy chỉ đạo? 4, 5 chỉ đạo. Phải chưa? Tại nếu mà có sống tê, sống tê đạo có thể gọi là mấy chỉ đạo? 4 chỉ đạo. Bây giờ ở đây chúng ta đang sống quy có thể gọi là 5 chỉ đạo. Và bây giờ để dễ nhớ các chỉ đạo này, các chỉ nhớ cho tôi chỉ đạo đêm 1. A, B, L, B, 5 và B, 6. Bốn chuyện đạo này nó chi phối bởi một vụ, người ta gọi là một bên. Thì mời chúng ta sẽ có cái định nghĩa. Trên 1, A, B, L, B, 5, B, 6. Vậy cái định quý là cái này nó theo một cái bộ, theo một cái bộ. Chính vì vậy khi mà mình đọc một cái điểm tin mà mình nghĩ đến là thành phần là mình phải nhớ. Ví dụ như nhìn mình nhìn thấy D1 A với L âm thì mình phải liếc nhìn ở bên 56 như thế nào, hoặc là mình nhìn thấy bên 56 âm thì mình phải liếc nhìn ở bên 1 âm như thế nào. Tại vì nó theo cái bộ và thực ra cái bộ nào mình không có liên tục như thế nào. Bên 56 là bên cuối cùng, bên 1 là đầu tiên, A bên L là nằm bên dưới, đúng không? 12 chỉ đạo có một vị trí nhất ha. Cái đây như vậy kết luận lại là thông quy có thể đọc ở chỉ đạo B2 và các chỉ đạo cùng bên. Chỉ đạo B2 và các chỉ đạo cùng bên. Và ngoài ra chúng ta sẽ thấy là thông quy có thể xuất hiện, nó liên quan tới hô hấp của bệnh nhân và cái tỷ lệ này là rất nghiêm trọng. Ví dụ như thở ra hay có thông quy thì nó hít vào là không. Và khi mà chúng ta lo chúng ta đang thở, đôi lúc mình sẽ có quy lúc không có quy. Như vậy trên cùng một chuyện đạo mà mình thấy nhiều có lúc có quy lúc không có quy, mình phải nghi ngờ là coi chừng là do thông quy này liên quan tới hô hấp. Đó là sự lý. Nhưng mà cái tỷ lệ này ta gặp rất là ít. Bây giờ chúng ta sẽ có tiêu chuẩn như thế nào mà là quy hợp lý. Còn đây là tiêu chuẩn đó, tiêu chuẩn chúng ta nhớ không quy mà nếu mà nó sâu hơn 3 mm đó là mình, nếu mà thấy không quy lớn sâu hơn 3 mm. Trường hợp thứ hai là cái sóng quy mà lớn hơn 1/4 L cùng diện đạo, 1/4 L cùng diện đạo là thế nào? Bây giờ mình thấy sóng L là ví dụ nó cao là 10, đúng không? Thì sóng quy cao, sóng quy sẽ sâu bao nhiêu thì được gọi là vật lý. Đấy. 2/5. Và nếu nó sâu hơn 2.5 cm thì gọi là tiêu chuẩn thứ ba là sóng quy là sâu rộng lớn hơn 0.4 cm, lớn hơn mấy ohm, 1 ohm. Như vậy cái tiêu chuẩn ba và đây là một là tiêu chuẩn kinh điển, kinh điển là tiêu chuẩn cũ á. Thì trong cái trường hợp có sóng quy á, nãy giờ mình thấy là bất cứ cái trường hợp nào mình nghĩ đến là tiên pháp của một là mình cũng phải tính toán phương tiện, đúng không? Ví dụ mình thấy sóng tê cao nhỏ mình nghĩ tới tiên pháp của tiên, mình cũng phải tính toán phương tiện. Mình thấy sóng tê lên xuống mình nghĩ tới tiên pháp của tiên, cũng có những nguyên nhân khác mình phải phương tiện. Thì tương tự như vậy sóng quy mình cũng phải có phương tiện. Thì đó trong những cái trường hợp này mình bắt buộc mình phải tính toán phương tiện. Ngoài cái việc nhỏ bán của tiên ra sóng quy, các chị còn thấy là vị đại sóng trái nó cũng có thể xuất hiện sóng quy. Như vậy vị đại sóng trái cũng có thể xuất hiện sóng quy ở các vị đạo sóng trái, tức là vị đạo sóng trái sóng quy rất là sâu.
hoặc là các chị sẽ thấy trong cái hội chứng kích thích sớm, người ta gọi là hội chứng vòng vàng sắc ngoài, hội chứng kích thích sớm cũng các chị cũng sẽ thấy được sau cùng. Lóc nhăn, lóc nhăn mình cũng có thể thấy được trong quyền, hoặc là trường hợp cuối cùng là viêm mắt phổi, các chị cũng sẽ thấy được trong quyền. Như vậy là nếu mà các chị gặp bốn tình huống này thì mình coi chừng là cái quy này không phải là quy do mình mất tự tin, mà quy do mình tự tin này. Đây là ví dụ, đây là trường hợp gì, các chị nhìn coi cái nào là quy không quy hoặc là nhận quy ép này đều là quy. Bây giờ mình thấy ở trường nào là có quy bất thường, mình thấy D2 phải không, ở đây là dạng quy ép là đúng không, đây cũng dạng quy ép. Vậy nếu mà quy này sâu không, quá thì sâu rồi. Vậy đây là dạng quy ép. Vậy nếu mà nhìn vào đây hoặc là ABS, nếu mà nhìn vào đây thì sẽ kết luận ngay là cầu áo cơ tim phù dưới hay là phù mặt, hay là phù mặt cơ tim phù, đúng không? Tại vì nó có dạng quy ép đó. Nhưng mà thực tế bệnh nhân này, nếu mà mình nhìn kỹ thì bệnh nhân này là hội chứng quần mặt cơ tim qua, tại vì chị chưa học tiêu chuẩn, nếu biết của mình sẽ có tiêu chuẩn hội chứng quần mặt cơ tim qua sẽ có thứ nhất là BL ngắn, cái thứ hai là mức độ rán hơi dẫn động, thứ ba là sẽ có hình dạng sóng trên tay, có ba tiêu chuẩn. Thì bản chất cái điểm ban đầu này là một bộ cái hội chứng quần mặt cơ tim qua, mà nếu quần mặt cơ tim qua thì bạn cái sóng quyền cái này có thể là bình thường, nó không phải là trường hợp của tim phổi. Và tương tự hai đây một cái lóc nhăn sáng trước, các chị nhau các bạn lóc nhăn nhánh thì như học đồ chứ chưa hả, là bạn lóc nhăn là làm tim phổi hay kim cạn. Đây là mình sẽ thấy có thể xuất hiện một các sóc quy ở các chỉ số bên trái đây là một sóc quy, nhưng mà thực ra này cũng chưa sâu, có những trường hợp nó rất là sâu mà nếu mà nó rơi vào nó không nhánh trái thì có thể nó là bình thường. Tại vì này D1 ABL nó vẫn có thể gặp sóc quy. Và bây giờ trường hợp này là ở đây có dạng quy phải không, ở quy không đủ không, đúng chưa, một là sâu hơn ba hoặc là lớn hơn tư là đây là chắc chắn hơn ba rồi, quy này không là ABS về đến trường hợp này mình một tuần là mình có tiêm cũ cùng hoàn đúng mà đúng chứ. Tuy nhiên là bệnh nhân này là rơi vào gọi là viêm tắc phổi. Viêm tắc phổi mình sẽ thấy hình ảnh S1, Q3 và D3 thì nó viêm tắc phổi các bạn ạ. S1, Q3 và D3 có nghĩa là S1, S sống 1, Q ở sống D3 và T âm ở D3. Người ta gọi là tiêu chuẩn S1, Q3 và D3. Đây thì do đây là cái bất thường này. Nếu mà mình biết cái điểm là bình thường, nhìn ra là biết nó bất thường. Tại ở trong D1 bao giờ cũng là ngay là cao nha, có ớt một ớt sâu mà nhìn ra là biết là bất thường. Đó là tìm. Vậy đây cũng là dạng nó quy mà lúc này mình không gọi là bệnh lý trong trường mắt của tim, có nghĩa là không phải là mạng của tim mà chỉ có thể là nó là do mà tim mắc phổi. Như vậy nói tóm lại là tất cả các biến đổi về STT và liên quan đến chứng mắc cơ tim là mình cũng phải có chứng đấu rồi. Nếu mình có chứng đấu việc mình phải nhớ, nhớ mình có thể gặp trong trường hợp nào để mình đưa ra loại trừ. Thì đây là cũng là một cái tiêu chuẩn mới năm 2018. Giờ mình coi lại mình khác chỗ nào. Hồi nãy thì nó yêu cầu là quy chỉ cần lớn hơn một ô, đúng không? Là không
0.04 giây. Tuy nhiên đối với trường hợp này thì nó chỉ cần quy là lớn hơn 0.02 giây ở diễn đạo V2 và V3, hoặc là dạng QF là coi như đủ tiêu chuẩn. Như vậy nó không cần cầu lắm đối với hai trường hợp này. Còn các diễn đạo khác chỉ cần rộng hơn 0.03 giây, lớn bằng 0.03 giây và nên nhớ rộng và phải sâu mới đủ. Cái kia này thì chỉ cần rộng hơn 1.3 giây, này là nó phải rộng và phải sâu, rộng của ta và sâu hơn 1. Hoặc là nhà QS ở các vùng, ví dụ như vùng này vùng bên cao B1 AVG, B1 B6 là vùng trước, B2 B3 AVF là vùng trước, vậy có 3 vùng. Thực ra nó cũng gần hết, nó còn vùng nào nữa. Như vậy là mình nhớ nó các bạn là ống quy rộng hơn 0.3 giây, 0.03 giây và sâu hơn 1 ô là đã có giá trị mới. Còn đối với sóng R, đây là nó tiêu chuẩn của sóng R cao bất thường. R rộng, rộng lớn hơn ở V1 và V2, hoặc là R trên S lớn 1, R trên S có nghĩa là sao? Tức nghĩa là R cao, S thấp. Mình cứ lấy chia ra, R trên S là lớn hơn 1. Các chuyên đạo là sóng T dương. Và bệnh nhân này không có nằm trong trường hợp mà bất thường về nhân viên, có thể là hội chứng của bạn quý của này. Thì đối với trường hợp này em lần cao thì có ở B1, B2 của các chị quý ở B1, B2 các anh chị B1, B2 nó có nhà gì nhớ ở B1, B2 là mình phải thuộc cái hình dạng ở V1, V2 là R nhỏ sau. Giờ đó nếu mà mình thấy mà R trên S lớn hơn 1, có nghĩa là